Xin chào anh em mọi người. Hôm trước thì mình đã có làm một cái video trải nghiệm nhanh về cái chiếc máy tầm trung có mức giá 16 củ sở hữu con chip Snapdragon 660. Chính vậy hôm nay mình muốn làm một cái video nói về vấn đề là mặc dù cái bàn phím của BlackBerry Key 2 có cảm ứng, các bạn gì ở đây có nhận cảm ứng, nhưng nó có chơi được game hay không bằng cái vị trí bàn phím này, thì chúng ta bắt đầu xem video nhé. Trước khi đi sâu vào chơi game thì mình sẽ muốn nói một chút, đó là cái bàn phím của BlackBerry Key 2. Thì cho bạn nào chưa biết mà đã biết rồi thôi, đừng bảo mình muốn gì không quan thợ. Thì bạn nào chưa biết thì các bạn sẽ nên lưu ý rằng là cái cảm ứng này nó là mình thấy là nó nhận qua những cái thao tác vuốt ở bên dưới rãnh của bàn phím, chứ không phải là trực tiếp ở trên mặt bàn phím. Và mình nhận thấy một số lúc khi mà đặc biệt là khi các bạn mới mở Chrome lên, thì trong khoảng độ vài giây đầu, khoảng 5 đến 7 giây thì cái bàn phím này lúc đó vuốt nó cũng chưa nhận ngay, và nó cũng, mình cảm giác là nó mất một chút thời gian để nó đồng bộ khi mà đặc biệt là các bạn mở một số app mới lên. Và vì đây không phải là màn hình cảm ứng cho nên là các bạn cũng phải chấp nhận một vấn đề, đó là cái thao tác sau khi vuốt xong thì nó sẽ không nhảy ngay lập tức, nó sẽ chậm một xíu tích tắc, nhưng mà bạn nào mà cứ vuốt ở trên màn hình dùng vuốt dưới bàn phím thì các bạn sẽ cảm nhận cái vấn đề này ngay. Đấy là mình lưu ý một chút về bàn phím của BlackBerry Key 2. Còn khi mà chơi game thì mình ở đây mình tải rất là nhiều game, từ FPS, TPS, rồi thì cả game liên quân các thứ, những cái tựa game mobile mình tải hết và mình thử tất cả các tựa game. Thì trong đó tất cả các tựa game, ví dụ như là Aswan 9 mình có chơi, hay là rồi thì là liên quân, rồi thì tất cả những cái tựa game đấy trừ PUBG, không một tựa game nào nhận thao tác cảm ứng ở trên bàn phím. Đấy là cái mà mình nhấn mạnh. Tất cả các cái phần mềm này khi các bạn chơi game đều sẽ phải bắt buộc phải tì cái bàn tay lên bàn phím mà vuốt vào trong lòng màn hình như thế này, nó sẽ khá là khó chịu, nó sẽ không hề thoải mái một chút nào. Và mình thử hết không hề nhận, duy nhất chỉ có PUBG. Không hiểu tại sao BlackBerry Key 2 làm được điều này. Và đặc biệt là mình nhận ra một điều, đó là bên cạnh cái việc nhận cảm ứng ở trên bàn phím ở trên BlackBerry Key 2 thì các nút bấm điều hướng thì BlackBerry Key 2 nhận PUBG Mobile cũng là AWSD như trên máy tính. Rất là kỳ lạ. Không biết là cái này nó sẽ có ảnh hưởng đến vấn đề thao tác không, nhưng mà nó rất là thú vị. Nhưng mà cái vấn đề khi mà các bạn chơi game của BlackBerry Key 2 thì với đối với tựa game PUBG Mobile thì nó chỉ nằm dừng lại ở mức độ thú vị mà thôi. Thế còn nếu mà để mà chơi game mà các bạn gì cảm ứng ở đây, cảm biến ở đây thì nó sẽ có cái gì đó nó không thực sự là nhanh nhẹn cho lắm. Còn một điều nữa, đó là các bạn cần lưu tâm, đó là cái màn hình này của BlackBerry Key 2 nó sẽ có một ảnh hưởng nhất định đối với các bạn chơi game. Tức là như thế này, khi mà anh em sử dụng một chiếc màn hình dài theo tỷ lệ thông thường, đặc biệt là 16:9 đến 18:9, thì các cái phần thanh điều hướng nó ở dưới này. Tức là khi mà chúng ta chơi game thì cái phần thao tác của chúng ta phần lớn là ở phần giữa màn hình, đúng không? Thì rất khó mà chúng ta sẽ vuốt kịch đến tận dưới màn hình và chạm vào nút thanh điều hướng. Tuy nhiên đối với BlackBerry Key 2 thì cái phần nút thanh điều hướng các bạn nó lại không nằm ở phần đáy màn hình mà nó lại nằm hơi ở gần giữa màn hình. Chính vì vậy rất nhiều lần khi chơi game mình đã vuốt và chạm đến cái phần phím điều hướng này, bởi vì nó quá là gần. Nếu mà các bạn cầm, các bạn đã vướng mất một đoạn bàn phím rồi và khi mà các bạn vuốt thì nó sẽ rất dễ đến khoảng đúng cái phím điều hướng luôn, thật sự là đúng chạm đến cái phím điều hướng. Như vậy đối với BlackBerry Key 2 thì các tựa game như là Liên Quân Mobile này hay là Crossfire Legend, thì nếu mà các bạn chơi thì các bạn buộc phải là xoay màn hình và thao tác hoàn toàn trong màn hình. Và mình chỉ có một tip dành cho anh em nào mà thích sở hữu BlackBerry Key 2 nhưng mà vẫn muốn chơi game, đó là các anh em nên xoay làm sao cho mà cái phần mà mình phải thao tác ngón tay nhiều nhất thì nó nằm ở cái phần mà không có bàn phím. Còn cái phần mà chỉ có di chuyển thôi thì anh em quay sang phần của bàn có bàn phần có bàn phím này, thì lúc đấy thì chúng ta di chuyển nó ít hơn một chút ấy, thì nó sẽ đỡ chạm vào nhiều hơn. Và anh em nhìn cái tay mình cầm này cũng lưu ý một chút, đó là các bạn rất dễ quờ vào cái phần ba nút điều hướng, thì các bạn có thể lấy một cái băng dính nhỏ các bạn dán vào đây. Mình đùa vậy thôi chứ bây giờ bỏ 16 triệu ra xong rồi để mua cái máy không phải dán băng dính vào nút điều hướng ở chơi game thì cũng chả ai để làm thế. Mà chốt lại là cái bàn phím này thì như video trước mình đã có nói, nó sẽ không dành cho các bạn chơi game. Còn đối với các bạn nào mà có nhu cầu làm việc và quan tâm đến cái vấn đề tiện dụng về nhập liệu thì đây cũng là một bàn phím rất là đáng để sử dụng. Bởi vì khi mà chúng ta bấm cảm ứng nhiều quen rồi thì bấm nút nó có cái hay của nó. Mặc dù theo mình ấy, thì nó sẽ vẫn chậm hơn bàn phím cảm ứng một
đâu đó. Bởi vì rõ ràng là cái việc mà các bạn bấm nút mà không phải tác động lực thì nó sẽ vẫn nhanh hơn, các bạn lướt vào tay nó sẽ nhanh hơn việc mà các bạn bấm nút và phải tác động lực xuống cái nút. Nhưng mà cái việc day núm nó cũng có cái hay của nó, đúng không nào anh em? Chốt lại nội dung trọng điểm trong video này, đó là nếu các bạn chơi game thì đừng mua BlackBerry Key 2, bởi vì chắc chắn là các bạn sẽ phải gặp rất nhiều vấn đề phiền toái và khó chịu. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng một cái sản phẩm thiên về cái vấn đề đó là làm việc, rồi thì mail mủng, rồi thì bảo mật các thứ, thì đây vẫn là một trong những cái sản phẩm rất là xứng đáng để các bạn tham khảo, đặc biệt là về cái bàn phím của nó cũng rất là hay. Video này hết rồi, hy vọng là mình đã làm một cái video hữu ích cho anh em. Nếu các bạn cảm thấy là nó cũng không tệ lắm thì tội gì mà không like, bấm chuông, free mà đúng không? Và đặc biệt là các bạn nào mà quan tâm đến sản phẩm này cho mục đích sử dụng của mình cũng sẽ để đường link ngay bên dưới phần mô tả. Và bây giờ thì chắc là chỉ còn nói lời xin chào lại các bạn cho các số video lần sau của Relax. Bye bye.